Xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình Nhận diện sự thật của Truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Thưa quý khán giả và các đồng chí, trong suốt 92 năm qua, đặc biệt là trong giai đoạn đổi mới đất nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, xứng đáng là người đại diện của quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội về chính trị vẫn cố tình phủ nhận, xuyên tạc vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Vậy thực chất của những chiêu trò đó là như thế nào? Chương trình Nhận diện sự thật hôm nay sẽ làm rõ thêm về vấn đề này. Mời quý khán giả và các đồng chí cùng theo dõi. Hơn 2 năm qua, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động tới mọi mặt của đời sống xã hội và gây ra những hậu quả nặng nề. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ trung ương đến cơ sở và các tổ chức thành viên đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng trong việc tuyên truyền vận động người dân nâng cao nhận thức, cảnh giác với tình hình dịch bệnh, tự giác tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, chủ động phối hợp triển khai, nhân rộng các mô hình từ thiện như bữa cơm nghĩa tình, cây ATM gạo, chuyến xe không đồng, gian hàng không đồng để hỗ trợ người dân trong phòng chống dịch bệnh. Ban công tác mặt trận đã phối hợp với chi hội ở khu phố, thôn, xóm tích cực tham gia công tác phòng chống dịch, đồng thời rà soát đối tượng khó khăn để đề nghị chính quyền, nhà hảo tâm giúp đỡ. Thế nhưng, lợi dụng mạng xã hội, các thế lực thù địch phản động và cơ hội chính trị đã tìm mọi cách xuyên tạc, phủ nhận vai trò và những đóng góp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các thế lực thù địch đưa ra rất là nhiều các cái luận điệu với cách tiếp cận mà họ cho là mới, là cái vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong các cái hoạt động về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội Việt Nam, đặc biệt ở trong bối cảnh đại dịch vừa qua, là không thể hiện được, hoặc là vai trò chức năng, nhiệm vụ là không được hiện thực hóa trong thực tiễn. Và rõ ràng chúng ta thấy đây là cái quan điểm hết sức là phiến diện và nó không đúng sự thật. Sự thật cho thấy là kết quả của các cuộc vận động, của tất cả những cái sự kêu gọi, sự ủng hộ của Mặt trận Tổ quốc là lớn hơn cả, là rõ ràng và thiết thực hơn cả trong thực tiễn. Vai trò của cá nhân cũng có, nhưng nó chỉ mang cái tính chất gọi là cộng hưởng thêm cùng với vai trò của tổ chức tập thể, đó là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Sau những lùm xùm về hoạt động từ thiện của các nghệ sĩ liên quan đến số tiền từ thiện của Mạnh Thường Quân trong đợt bão lũ ở miền Trung, Bộ Công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ vấn đề để giúp giải tỏa những nghi ngờ, bức xúc của dư luận trước thông tin cáo buộc một số cá nhân lợi dụng việc kêu gọi tiền từ thiện nhằm trục lợi. Đây là việc làm hết sức bình thường của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Nhưng với các đối tượng phản động bất mãn, các hãng truyền thông thù địch, các trang web của tổ chức phản động Việt Tân, Hội Anh Em Dân Chủ, Chân Trời Mới, các blogger dân làm báo, coi đây là cơ hội để vu khống, bôi đen vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp. Con người có cái quyền để thể hiện cái mong muốn của mình giúp đỡ cộng đồng, giúp đỡ nhân loại, giúp đỡ đồng loại của mình. Và không chỉ là các tổ chức, các cá nhân, đương nhiên họ được phép thể hiện cái tình cảm đó của mình. Nhưng làm cái gì nó phải dựa trên cơ sở hiến pháp và pháp luật. Làm cái gì nó phải dựa trên quy định và nguyên tắc. Với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hay là các tổ chức đoàn thể, chúng ta thấy từ trước đến giờ luôn là các đơn vị đứng ra thực hiện các cái nhiệm vụ tương thân tương ái, kêu gọi đoàn kết, hỗ trợ, ủng hộ, giúp đỡ những đồng bào mà gặp lũ lụt, gặp thiên tai, gặp các cảnh đời bất hạnh. Và việc này là từ xưa đến nay chúng ta vẫn đã và đang thực hiện, và nó vẫn được ghi nhận trong thực tiễn rất là hiệu quả. Còn tất cả mọi hoạt động diễn ra như thế nào, có tất cả các lực lượng chức năng, các cơ quan chức năng giám sát và phản biện, không cần đến những giọng điệu mà mang tính chất chia rẽ đoàn kết, chia rẽ cái tình cảm của các thế lực thù địch. Các thế lực thù địch thường lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, lợi dụng thiếu sót, sơ hở trong quản lý, gây tâm lý bất mãn với chính quyền, khích lệ tư tưởng cực đoan, ly khai, làm ngòi nổ để kích động chống đối, đòi nhân quyền, đòi dân chủ, đòi tự do tín ngưỡng tôn giáo nhằm mục đích xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, nền độc lập của dân tộc. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thường xuyên tuyên truyền có quan điểm rõ ràng với các biểu hiện sai trái, vu cáo nhà nước vi phạm dân chủ, nhân quyền nhằm chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ Đảng, nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với đồng bào các dân tộc, đồng bào có đạo. Những cái giọng điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch thì chúng ta thấy là họ thường là họ dựa vào một số những cái nơi mà còn sinh hoạt dân chủ nó hình thức, hay là một số cái nơi mà cán bộ về công tác dân vận, công tác mặt trận còn yếu về ứng xử đối với cộng đồng. Nhưng cái đấy nó chỉ là câu chuyện hình thức ở một số vài
đơn nguyên thôi. Còn tổng thể chúng ta thấy một cái bức tranh về cái việc giám sát phản biện ngày càng hiệu quả hơn, ngày càng thiết thực hơn là sự thật. Chúng ta thấy là bây giờ đến mỗi khu dân cư, mỗi tổ dân phố, mỗi cộng đồng, mà kể cả là đồng bằng hay miền núi, chúng ta đều thấy các cán bộ của mặt trận đến từng nơi, từng bản làng để sát sao với việc gọi là thực tiễn của mỗi một người dân, để có thể giám sát được các cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Và thông qua đó, chức năng giám sát và phản biện của mặt trận ngày càng tốt hơn, và thực tiễn đó chúng ta không thể phủ nhận được. Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp với vai trò là liên minh chính trị, là tổ chức rộng rãi của nhân dân, đã thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội đối với các tổ chức đảng và cơ quan chính quyền, bao gồm cả việc giám sát, việc thực hiện chính sách người có công, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, việc thực hiện chính sách pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh, giám sát cán bộ, đảng viên, các đại biểu dân cử, các công chức, viên chức, cơ quan nhà nước ở địa phương, tích cực tham gia chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, làm cho tổ chức đảng và bộ máy chính quyền các cấp trong tỉnh thực sự trong sạch, vững mạnh, thực sự là của dân và vì dân. Tuy nhiên, trong hoạt động thường xuyên phải giải thích, đấu tranh với những quan điểm tự do theo kiểu phương Tây, cá nhân chủ nghĩa, hình thành tổ chức xã hội dân sự để nước ngoài dễ chi phối, tác động, can thiệp. Tư tưởng này không có lợi cho quốc gia, dân tộc và trái với mục tiêu ổn định, đoàn kết, phát triển. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội phải phát huy vai trò giám sát của mình, của nhân dân, của báo chí và công luận, xây dựng và thực hiện cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái tự diễn biến, tự chuyển hóa. Mặt trận cần phát huy vai trò tích cực trong tham gia kiểm soát quyền lực, giám sát để quản lý xã hội công khai minh bạch. Mặt trận phải là nơi để người dân có thể phản ánh, tố giác tội phạm tham nhũng, tố giác những người có biểu hiện suy thoái tiêu cực, nhũng nhiễu nhân dân. Thực tế đã chứng minh, trong lịch sử 92 năm hình thành và phát triển, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã khẳng định là tổ chức đại diện của nhân dân, là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống chính trị ở Việt Nam. Mời quý khán giả và các đồng chí cùng theo dõi phóng sự tiếp theo. Đại đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta, được hun đúc trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước, là một trong những bài học lớn của cách mạng nước ta. Để tăng cường và phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu của sự nghiệp cách mạng, cách đây 92 năm, ngay sau khi Đảng ra đời, ngày 18 tháng 11 năm 1930, Hội Phản đế Đồng minh, hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam được thành lập, đánh dấu sự phát triển về chất của phong trào yêu nước, của khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Từ đó đến nay, trong mỗi giai đoạn cách mạng, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đã có những hình thức tổ chức tên gọi khác nhau và luôn làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, của dân tộc. Đảng đã đề ra được rất nhiều các chủ trương, đường lối đúng đắn cho sự hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chúng ta thấy ngay cả bối cảnh Đảng lui vào hoạt động bí mật những năm 46 đến năm 51 ấy, thì vai trò của mặt trận với sự lãnh đạo của Đảng tuy hoạt động bí mật trong thời kỳ chiến tranh là vô cùng rõ rệt, vô cùng hiệu quả trong việc đoàn kết tập hợp nhân dân chống lại kẻ thù, rồi giờ đây là đoàn kết tập hợp người dân trong việc xây dựng và phát triển đất nước. Thì nghị quyết của Đảng là cái minh chứng rõ rệt cho những cái lãnh đạo, chỉ đạo và đề ra đường lối chủ trương cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Và ngược lại, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì cũng thực hiện cụ thể hóa được tất cả các hoạt động của mình trong đời sống, trong thực tiễn, để qua đó trong bức tranh chung của toàn bộ hệ thống chính trị thực hiện đúng nhiệm vụ của mình và phát triển chung của đất nước, bảo vệ và phát triển đất nước. Ngày nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoạt động theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ, phối hợp thống nhất hành động, tôn trọng sự khác biệt, tìm điểm tương đồng để thực hiện mục tiêu chung, không ngừng tăng cường củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sự đa dạng, phong phú về tổ chức và hoạt động, sự linh hoạt và sinh động trong cơ cấu thành phần khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động xã hội rộng lớn do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên triển khai đã khơi dậy lòng yêu nước, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân đồng tình và tích cực hưởng ứng. Các cuộc vận động về đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế,
xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái, trợ giúp những vùng, những người gặp khó khăn, hoạn nạn, thiên tai. Các hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư để giữ gìn trật tự an ninh và bảo vệ môi trường có tác dụng thiết thực, tạo nên sự gắn kết cộng đồng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những cái việc chúng tôi làm là những việc làm cụ thể, thiết thực, có địa chỉ cụ thể. Và trong quá trình hỗ trợ thì không phải rằng là mình chỉ bỏ vốn cho người ta, bỏ phương tiện cho người ta rồi bỏ mặc là không được. Chúng tôi thường xuyên quan tâm, kiểm tra, tháo gỡ những cái khó khăn. Ví dụ như là có những cái hộ mà họ làm ăn có cái hiệu quả, cần thêm vốn thì chúng tôi bồi vốn. Một điều quan trọng là làm công tác giảm nghèo này không phải là cứ cho người ta nhiều tiền là được, mà phải hỗ trợ người ta những cái vấn đề có cái yêu cầu, nhiệm vụ chính đáng. Thì mỗi một hộ nghèo thoát nghèo, đấy là một cái niềm vui của người làm công tác mặt trận. Tôi luôn nỗ lực phát huy sức sáng tạo của tuổi trẻ, chủ động sắp xếp thời gian công việc gia đình, công việc địa phương để học hỏi, trao đổi và bồi dưỡng năng lực công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn thực hiện tốt, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Những thành quả thiết thực của mặt trận Tổ quốc có thể kể đến như phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Những cuộc phát động tháng cao điểm vì người nghèo, khơi gợi tấm lòng nhân ái và nghĩa cử cao đẹp, giúp đỡ người nghèo. Đó còn là sự chăm lo các gia đình chính sách, người có công, nhất là vào các dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Tết cổ truyền. Gần đây nhất, trong đại dịch Covid-19, toàn dân ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 chính là lời kêu gọi từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Và còn đó, vô số kết quả thực tế khác là minh chứng cho vai trò không thể thiếu của Mặt trận Tổ quốc. Bối cảnh ngày càng thay đổi, thông tin ngày càng đa chiều, quan hệ quốc tế của chúng ta ngày càng sâu rộng, đất nước ngày càng đổi thay, thì mỗi một tổ chức chính trị xã hội, mỗi một cơ quan đều phải đặt mình vào trong cái sự thay đổi nó ngày càng liên tục như thế, đất nước ngày càng chuyển mình như thế, thì đồng nghĩa với việc là chính các tổ chức chính trị xã hội như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải đổi mới phương thức hoạt động sao cho hiệu quả hơn. Tôi đánh giá cao các chủ trương, mọi cái mong muốn đổi mới trong hoạt động thực tiễn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Đấy là cái điều mà thực sự rất là hoan nghênh và ủng hộ. Từ nhiều năm qua, ngày 18 tháng 11 hàng năm trở thành ngày hội đại đoàn kết dân tộc. Nhiều đồng chí lãnh đạo từ trung ương tới cơ sở đã tích cực tham gia. Nhiều hoạt động thiết thực như thăm hỏi tặng quà, các gia đình chính sách, giao lưu văn hóa, thi đấu thể thao diễn ra sôi nổi. Tình đoàn kết giữa cán bộ với nhân dân càng keo sơn gắn bó. Thưa quý khán giả và các đồng chí, chương trình Nhận diện sự thật xin dừng tại đây. Để xem lại chương trình, mời quý khán giả và các đồng chí truy cập vào trang thông tin điện tử www.qbvn.vn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.